Bản tin Covid-19 tổng hợp tối ngày 31 tháng 1. Ổ dịch nóng bỏng tại Hà Nội. Thêm nhiều địa phương lây nhiễm cộng đồng, bản tin 18 giờ ngày 31 tháng 1 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết có thêm 36 ca mắc mới Covid-19. Trong đó có 17 ca ở cộng đồng tại 4 địa phương: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh và Bình Dương và 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Thông tin về 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thành phố Hà Nội ghi nhận 4 ca bệnh, 2 ca bệnh BN1724 và 1725. Địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh và huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Có tiền sử tiếp xúc với BN1694, 2 k bệnh BN1814 và 1815, địa chỉ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 3 bệnh nhân BN1726, 1727 và 1740. Địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh, BN1726, 1727 trường hợp có liên quan đến ổ dịch của thành phố Hồ Chí Linh, tỉnh Hải Dương. BN1740 là con của BN1726. Cộng tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 ca bệnh BN1801, thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với BN1644. Cộng tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 ca bệnh mắc mới, trong đó 5 ca bệnh trong vùng phong tỏa Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung và 4 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Hồ Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hà Nội thêm 2 ca COVID-19 cộng đồng. Nhà máy Z153 thành ổ dịch mới sáng ngày 31 tháng 1 năm 2021. Sau khi Bộ Y tế thông báo về chùm 5 ca bệnh COVID-19 cộng đồng tại quận Nam Từ Liêm thì thành phố Hà Nội đã phát hiện thêm 2 ca dương tính mới tại huyện Đông Anh. Một người trong số 2 ca bệnh vừa được phát hiện là bệnh nhân nam. 41 tuổi, là F1 và là đồng nghiệp của bệnh nhân 1694 và bệnh nhân 1695, cùng phân xưởng làm việc tại nhà máy Z153. Trường hợp còn lại, CDC Hà Nội đang điều tra thông tin dịch tễ. Về lịch trình di chuyển của bệnh nhân năm 41 tuổi mới ghi nhận, báo cáo của CDC Hà Nội cho biết, hàng ngày, bệnh nhân làm việc tại nhà máy Z153, tối về nhà tại Phan Xá. Tại đây, bệnh nhân sống cùng vợ và hai con. Ngoài ra, Hàng ngày, bệnh nhân có về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7, thị trấn Đông Anh, tiếp xúc với bố mẹ đẻ. Có đưa con đi học tại trường Archimedes, địa chỉ Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021, ngoài đưa con đi học và tiếp xúc với người trong gia đình, bệnh nhân còn tiếp xúc với đồng nghiệp ở chỗ làm việc và tham gia một số bữa tiệc liên hoan. Ngày 30 tháng 1 năm 2021 bệnh nhân đến nhà máy lấy mẫu xét nghiệm, rồi chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B-59, Xuân Mai, huyện Trương Mỹ. Hà Nội và nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết sớm vì COVID-19 theo tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội. Trước diễn biến quá nhanh, phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học nghỉ Tết nguyên đán trước một tuần để đảm bảo an toàn. Cơ sở của quyết định này là các diễn biến nhanh chóng của dịch trong đêm qua và dạng sáng nay khi tại quận Nam Từ Liêm đã phát hiện một chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 1694, phường Xuân Phương, khi cả gia đình bệnh nhân, thêm 5 người, đều đã dương tính với COVID-19, trong đó có con của bệnh nhân. Ngoài Hà Nội, trước đó nhiều tỉnh thành khác cũng đã có quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hoặc nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19 như Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Gia Lai. Cũng trong chiều ngày 31 tháng 1 năm 2021, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo tìm lái xe 7 chỗ chở bệnh nhân Đà Nẵng tháo dỡ bệnh viện giã chiến Tiên Sơn chi viện cho Hải Dương chống COVID-19 chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021. Tất cả trang thiết bị của bệnh viện giã chiến Tiên Sơn tại Cung thể thao Tiên Sơn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã được công nhân tháo dỡ. Vận chuyển ra để mang ra miền Bắc lắp đặt tại tỉnh Hải Dương nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương về việc chuẩn bị một đội ngũ nhân viên y tế sẵn sàng đến Hải Dương để chi viện. Những nhân viên y tế được chọn sẵn sàng chi viện đều là người có kinh nghiệm trong việc truy vết, xét nghiệm, điều trị và vận hành bệnh viện dã chiến. Việt Nam phát hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể nam phi viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa xác nhận một bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi. Các nhà khoa học của viện đã lấy mẫu xét nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, trong đó hầu hết là các ca nhập cảnh. Kết quả hiện đã xác định một bệnh nhân là chuyên gia nhập cảnh hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi. Chủng biến thể này cũng được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, biến chủng này đã lan ra hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.